Đang nhúi lông gà dùm cái bấy rồi kêu đây chơi. Ừ. Tính vô nhà ngoài cách trộn này nữa. Mày điên sao vậy? Hả? Mình có phé gì đâu mà sợ. Mày thấy tao cầm mày quay cái đụng chuyện, tao định mấy cái vụ đó phút. Tao đi ăn trộm cắp vậy. Đến thì vô nhúi lông gà làm tí canh gà ăn. Mấy sao đang nói lại nó cái nghe tức vậy mày. Thì đỡ cho mấy ông làm, ghê của ông. Đáng lẽ ông phải đem ra cái tiệm ông làm á. Ông mà tự nhiên ông làm thật ổng, ông kêu anh em mình đi nhổ lông gà nữa phút. Cậu bé á, ông bảo được con gà, ông mấy anh em mình phụ làm gì mà ông được, cho mày hiểu không? Phụ nấu thôi. Nấu nữa. Nấu nữa sao? Cái đường nào chút ở đâu kêu mày nấu. Sao kêu nướng? Mày nó vô chuyện của mày. Thì nướng cũng là mày nướng nó. Thì nói chung thì đây có chuyện nè. Nãy em thấy ông Quốc nãy địa tao không? Ông Quốc nào cũng làm gà nữa. Tao bán điện thoại á. Không có. Ông Quốc ổng đòi làm thật. Làm gì? Ông đòi làm thật. Mà anh kêu giờ tao không muốn làm cái này, chứ không làm gà nữa. Mày ăn hai gà hai bên là chết luôn rồi. Tao thì ấy, tao mới định kêu ông mua hai sáng mày. Tao định kêu ông mua tiếp này, món khác này. Thì tao định nói ổng là tao ổng lên chợ này. Mua gì? Mua gà chứ mua gì? Mua gà à, mày thì mày ăn gà nhà cái bé ngắn không còn mua gà nữa mày. Mẹ mày. Mày không hiểu đâu Phúc. Con gà ăn rỉ gà Phúc. Con gà rỉ không? Mình mà ăn mẹ con còn. Mà đâu khác nó ngon hai sáng rồi mua cua mẹ nó mua cua mẹ. Mà quất bếm nó mà đồ mẹ mua gà. Con gà con vịt là được đâu. Đâu nó mua gà ăn được. Tao mua gà tao có ý định hết rồi Phúc. Là cái gì nữa đồ mày tính thì thằng ăn cắp bên độ mày nữa bây tao mệt quá luôn cái đồ mày ổng không bây giờ tao ăn cắp bên độ mày hiểu không thì giải vậy người ta ăn trộm mày không mà nghe câu người thôi nhất đó ăn trộm vừa à đấy mà không trộm người ta thì người ta trộm mày vậy thôi mấy người đồ các bạn vô cho mình bắt hết cái bài gà nồi nhà mình ai biết tao biết mà tao bán con ăn mì chứ có đâu đồ mày mà ngán nghe mà đẹp không không ngán trước nhà mà đi sao nhà tao ngán trùng bò luôn không ai hút mà không biết mấy gà có hai cù chữ cái phút có hai cù cườm nữa bạn ở trong lòng cù lầm luôn ấy bắt hai cù cườm luôn dạ hôm bữa tao bắt trời xanh đau là đúng không ạ không bắt trời xanh đau không bắt trời xanh đau thì giờ mấy gà nó bắt cũng vậy đi cùng việc luôn gà cái nhà nó mà sao mà mấy cái thằng khứa nào chơi gian ác dữ anh mà mình tính nó chi giải bỏ mẹ tao nha tao mới bắt camera đằng sau rồi thằng nào mà vô nữa tao đưa lên đồn công an đúng rồi cứ đưa lên phường rồi tao chắc ăn thì bây giờ làm gì nói mẹ nha đi tao định tao đỡ tao nói mày ý tao là thế này nè Ê, chị ở đây chắc ông chưa đi mua với em Phúc. Ai biết, đồ khỏi thì mới biết. Biết, chờ, chỉ lo cái nhà mua chứ không bao giờ. Có ơ. Có biết không? Còn đang, đang dập mày. Alo, quá đang lên nướng vậy? Nói tao mua gà này. Quá, đồ mua chưa? Đồ giải mà tướng anh chưa mua nữa chứ. Làm món gì quá. Dạ làm mua đâu ấy. Làm món gì mà lẹ không. Gà luộc ấy, gà luộc ấy. Nhanh. Gà khoa xá mày. Xé nướng quá. Nướng làm mày cu mày sao mà khoa xé mày. Nướng. Nướng mà làm nhiều lâu. Nhiều lâu làm món gì vậy. À đồ em biết có cái gà này chưa hầu giờ chưa làm này quá. Gì gà là gà nổ tiêu. Gì gà nổ tiêu mày. À tiêu ăn cái thứ mày vậy sao nổ. Thì giải nổ tiêu không biết không. Được. Nó có tiêu là nói nè. À được. Tại sao? Được, Phúc làm được mà. Nó có tiêu, đốt tiêu bỏ tiêu luôn. Ờ thì bình thường là anh nổ muối. Ờ. Nó bầm tiêu luôn. Ừ. Rưới quắc, rửa sạch đi. Đúng rồi, gà đó, ok không? Đúng gà to không? Được coi thử gà bự không? Gà bự thủ lùng. Chứ gà cô sao quá. Gà cô đé mà nói lẹ mày. Đã cái đầu bành hành rồi ra. Cái đầu bành hành này. Rửa cho sạch đi, rửa sạch bỏ gì ấy. Bỏ gì ấy. Mày, mày, mày nấu tiêu là nấu cái đầu cha mày. Hả? Nấu tiêu là nấu nhỉ? À, nấu tiêu là nấu cha nó tiêu luôn à? Mắc tiêu sao mày nói gà tặng mày? Nói mày chưa gà tặng mình. Không tặng mình luôn. Bây giờ nói anh là thì làm cái gì? Tòa nhỏ gì mày? Hả? Cậu đi đâu? Đi xuống nhà mày làm... Xuống nhà em nữa? Xuống nhà mày ở đâu? Ở đây đi. Sao không làm nhà anh đi? Ở đây. Đâu? Ông chắc cũng không được. Ông này sao lầm mày? Ông này sao khát thì khóc mày? Đưa tao nói. Hả? Mà nói sao? Có khách. Không đi hả? Có khách. Cắt đâu? Ở đây quá. Ê, ngủ nữa xe đi mà đụng mẹ nhá. Đụ cái thứ ngu rồi. Nói tao lại hay ngu. Mày nghe cách mình ngủ mày hay ngủ rồi chứ rồi. Ủa tao chào quá chứ. Ở đây. Điều thiên quá. Đi xuống nhà tôi làm vậy ông cơ đi, không có con gà dãy đầu của anh quá. Tôi làm gì vậy? Gà dãy nhà mày có mà, ông đừng làm gì. Gà dãy nhà em có nhưng mà cái nào đi cái đó. Ờ mà tiêu nhà nó sợ thiếu. Đi vô làm đi. Đồ mà anh làm hành ớt, gia vị nước mắm xì dầu bột ngọt đi. Vô lấy tiêu. Đâu, vô làm đi, đầy đủ đi nha. Nhanh đi Phúc đi. Lấy đầy đủ nha quá.
Tụi mày lấy giống đầy đủ với em rảnh đâu nhà em không biết tiền điện tiền xì dầu nó mất mỗi lần xuống làm biết tốn mấy ký đường mấy ký bột ngọt à giải lụm nhà anh đó đi cũng như đã chưa đủ ớt đồ hành nào đâu Phúc nó ảnh đưa đầy đủ nó Phúc lụm đầy đủ đi Phúc lụm đi mất rồi Phúc có gì trong nhà đi mẹ đi ớt đồ gì nói là này Phúc muối đường có đồ ở đâu rồi anh Phúc nhìn đi bảo vô bị cầm đi giải gọn anh lựng cái bố mũi ghê đầu anh mất thì giải đồ cái xuống chợ mua à đi. Em nói vậy á đồ mày cầm cái gì tự mua đây cứ đổ hết mấy hũ vô đây xì dầu đường một ngọt đâu đây đúng lắm xuống nhà mày đừng có hỏi là xuống nhà em mày đường anh sao điểm gì anh quá mày làm cứ xuống luôn để tao làm đây mẹ đi lên nhà quê ở nhà anh kia làm lên chỗ hồ ké này ở nhà anh tự anh đi mẹ con gà vô nhà giờ gà đâu à vô lái gà đây chứ tụi biết cũng chịu lầm gà nữa mà mày nghĩ tới đem đi đâu ừ anh cầm vô lại đâu không ngủ dầu á không nữa không không mới ngủ nữa không thiệt luôn á chứ gì vậy đem lên đâu? Đem đâu đem? Anh đem vô đâu? Anh quên á, nãy anh đem anh bảo đâu? Mày nó cũng gì vậy đem lên đâu? Anh xuống coi lại lần nữa thôi. Quay lại kỹ lần nữa ông nậu, ông hình như ông bảo dưới á. Đúng rồi. Mày bảo có chuyện đâu nhưng nó đem gì? Trời ơi! Hết. Đúng rồi, ông là xuống lầm, ông lầm gà dưới kia là quá là gà chứ đâu nha. Ừ. Chịu anh đi mình nhậu chứ sụi. Nếu không chia làm hai chục. Yêu mấy mà chưa kế hoạch chưa thành công rồi mày đã tính tới cái chuyện rồi mày chưa rồi chưa rồi mày Phúc lộn lên lộn lên có không Phúc có không anh ừ mà anh đem lên nào đang sao qua đang thấy nãy mất bảo đâu mẹ anh đừng nói không nghe nãy giờ em đi xuống với anh á có nhiều nó đem lên đầu đi dừng dài có mẹ ai vô lấy đây hai mẹ đi đi con đã giấu tao chiếc xi giếp tao mày ừ. Còn chiếc giếp tao đâu nè giấu giếp mình nè nè trời lên nhẹ lấy rồi mày ấy là còn chiếc giếp mình đâu mấy nó đỏ tiếp trời giấu vậy mày mày đã giấu nó mẹ mày giấu đúng không mày giấu đúng không alo alo sao cậu mày giấu hả alo mày giấu đúng không ừ xuống nhà cậu làm ẩm thực vậy ẩm thực gì đó ẩm thực gì đấy anh Quốc đang làm ẩm thực vậy mà cậu làm ẩm thực gì anh Quốc làm gà giờ cậu làm gà nữa gì vậy ở đâu đâu không xuống được gì ông cậu bị nó làm gì không ẩm thực gà thâu đầu hiểu 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 mấy ông trao quá không mấy mấy ông có điện quá không không có điện quá mà tại sao điện Phúc là hiểu rồi phải đúng gì bị cái gì ông bị gà thấy người ta thấy ông thì sao ông lên nào đi mày nó không lên đó gì mày bây giờ giết giết mất chị muốn nhậu đi ta chị gì vậy đâu tôi chị à chị vậy không không đi 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 chung quả cầm bị gì đâu vậy đi xuống nhà bị gì à bị đất đâu bị cỡ bé thì cái vợ ghè chưa có ông ấy thì sao mấy mày bị ghè xuống động đạn động đạn của mày đi anh chung thiết chuyện thôi từ giờ tụi con giờ nó kỹ á tao con chặt tao xa dùng nó nấu mày chặt cái phần thôi không khỏi mày đi chung mày tao đi chung mày tao theo mày không mày đi với quay tao theo mày á quá tao khai hả mày điên à mà khai tao mất anh rồi mày mày đã hướng mình không phúc không đi rồi mất không biết đi quát đi xuống đó quát giải lần mày cái là lậm mèo đi mấy phúc đi theo nhà mày ta kìa cắm trời ơi mấy chửa liệu là mày nó điên mày đây từ từ ai qua ai qua gì ở đây giờ mà lỡ xuống đó lỡ là ông kêu ổng không có lấy ghẹo của anh giải sàn quá đâu anh kêu ghẹo mua giải nói sao bây giờ giọng là như tao nói mày tao thì nói đâu tao hành động tao đúng rồi từng cái nói lúc đó là anh nói đang tức cho người này rồi lửa đang trong lòng là lại tính đèn đó tất có cái sao mà đi lụm kìa anh hả thì nó biếm không cho người ai cho nó mà thấy ăn vỗ đi ăn vỗ kia rồi ờ đi cho đi ăn vỗ cũng nói không ít chuyện là anh nữa đâu thằng đó từ ngày là có vô đúng không nó biếm điện chứ anh không điện ở phía sao anh điện anh vỗ chay nhiều đâu có điện ờ ở đâu chết rồi mẹ mày điên rồi thằng đó điên chưa ờ đấy kìa thấy gì vậy anh thấy gì không á anh thấy gì chưa ý là anh thấy gì chưa anh thấy gì chưa
Ông lấy kìa thú đúng không? Đúng mày kìa thú. Ông lấy kìa thú đúng không? Mày đúng ra đây. Kìa tao là ông thật á. Kìa anh nhận được hay cả cái. Kìa cô. Mày điên khùng vừa phái đâu. Ông lấy kìa này. Đó là mày. Thành công vô như thiếp lên đó. Ông lấy đúng không? Quá nhìn lại kìa tao bãi mày quá. Ủa kìa này tao làm ẩm thực á. Ê quá. Cái này cũng đầu. Ủa tụi em không phải sao. Sao? Phụ tao làm ẩm thực rồi tự nhiên xuống. Thấy kìa anh vậy. Này có cái đều đều đâu. Cái đều ở đâu? Đều đây. Đâu đâu. Đều đâu? Tại ông mày điên sao mày con ghe. À con ghe đây đúng rồi con quá. Con ghe đây không có đầu nữa nha. Ông lấy ghe tôi biết tôi là ông thật ông ghe đầu ông lấy ông thật này. Tao mua ông sáng á. Mẹ máu mù sáng mày. Đồ ông hay như là rau. Mày tôi sống chết chứ. Mày không quay ông thật còn mua lem còn mua lem. Con mua lem đâu. Con ghe đây con ghe của tao. Đây con ghe của tao. Ghe gì của ông. Mày lấy sao làm ông thật đang quay mà ông thấy đâu mày. Ông mẹ tôi đổ nặng này xuống mày đúng rồi. Mày làm lấy thuốc của chiếc mà đưa quay nữa mặt bẩn chứ mày. Mày nói tao không muốn mày đi giờ là con là thông minh nhất này. Còn mày cái đó kìa. Tao đưa mày đi. 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 Nhìn lại tới phải kìa không. Kìa bà chứ. Anh không có đầu mà. Không có đầu không cái nào. Mày nhớ. Cái kìa phải không. Cái mẹ sao hồi sáng giờ tao nói tao là không thật. Từ từ đó không hỏi nữa. Sống chết với mày luôn á. Đói đây. Mày tôi đuối ông luôn à. Mấy thằng trộn chép tính. Đó đó coi nữa. Đưa lấy mày mày. Không coi vậy. Về nhà tao, tao làm ẩm thực nhà tao mà nó kêu tao anh cộng mày cái bàn. Ờ chạy cái ghe nhà ông. Ghe đi làm ghe. Về nhà tao. Mày xuống nhà tao. Mày kêu tao anh cộng mày chép nhà sao mày. Ghe tao. Ghe mày. Mày có ông biết tôi làm ông thật này. Đúng rồi, cái đang nghe ông bảo ông biết tôi làm ông thật. Ông lấy ghẻ tôi ông điểm xuống này. Tao làm sáng tới giờ trong đó thầy đúng rồi này. Tôi cũng làm ông thật tôi đi như vậy. Ghẻ lại chết luôn ghẻ cái tướng này. Chúng trái không? Ghẻ nào cũng có tướng mày. Ghẻ nào cũng có tướng. Ghẻ nào cũng có tướng. Ghẻ làm cái tướng không? Ghẻ máy có tướng không? Tao là bị ghẻ tao chuyên làm ghẻ. Tôi sáng biết làm ông thật. Hàng đại nói ông lấy ghẻ tôi đúng không? Ai nói? Ai nói? Vậy là đúng không? Hai mày nói lẹ đi. Nói, nhìn là hiếu lòng nói. Ừ, tự nhiên con ghé. Nó nhìn là hiếu lòng. Đưa trẻ. Mấy thằng này nó hiếu lòng. Tao hồi sáng tao kêu hai đây xuống nè. Tao kêu hai đây xuống. Ở làm cho tao xong tụi tao đi mẹ đi ơi. Đi mua nước ngọt về anh. Vừa uống. Ghẻ tôi vậy ông lên. Mày cậu bảy đi hết chuyện đi lắm ghẻ ông quá rồi cậu bảy. Mày đi không mày. Mày không cứu được. Cái cứu được làm chứng này. Mày ghẻ mày. Cái này làm chứng cậu bảy mà đúng không? Ghẻ ông ta. Ghẻ gì của mày. Là ghẻ mày làm có ghẻ. Em giờ mày biết tiếng mày ghẻ đâu ra. Lấy nhị đâu gì cho hỏi vậy. Tao ơi mày này. Bây giờ mày chú nhà tao là mày. Mày chứng là có bằng chứng nhờ. Mày có bằng chứng nhờ. Mày chứng nhờ. Ghẻ nó có quy chuẩn bằng tao. Ghẻ bằng tao. Nãy ông gọi Phúc lên bằng chứng. Mày quá chứ tao gọi của mày. Tao gọi nó là gọi chứ tao mua nước ngọt bao nhiêu vậy? Gì à? Gì à? Anh mày hiểu không? Tôi biết nhà tôi à. Đi mày. Mày đi cái khói nhà tao đi mày. Đây, đây, đây. Mày nhớ mày chịu được đi. Báo mày. Thôi, báo mày. Mày nhìn cái gì nãy không có cỡ đâu. Cỡ đây chứ cỡ nào. Mày biết gì mà đó mày. Chán lắm. Bây giờ đâu có cái này. Ghe đây mày mua ghe bay. Mày mua ghe bay. Tao gái cái cầu. Ghe đây ghe. Ghe đây mày đi ngay. Ghe đây mày đi ngay. Ghe không bao giờ quen. Ai mua cần cưới mày. Thì vậy. Trời ơi, mua cái đầu. Cái đó thì không biết. Để đâu. Đi giờ. Thì ông đem ghe lên là ông trúng rồi đầu. Ủa, đó chứ lại luôn. Kiếu lại. Nhưng mà ở đâu mày? Nhưng mà ở đâu mày? Cú đồ đây. Ghe nó đang làm ấm thần mà tớ mà quần quẹt. Cú đồ đâu vậy? Tao lấy cái cân mà. Cái cân mà không đúng vậy. Cái hai là chắc mày thì mẹ tao. Mẹ hai của mở. Mày mở ra. Đây. Đây mà mở ra đây. Chắc phải đổ luôn á. Ôi ơi mấy cái. Nhìn xuống nữa cậu. Được rồi, quay xuống cuối rồi. Nhưng mà nhà một phí mà bè cái nhà một phí mà bè cái ai. Cái bè cái ai. Cửa lại là. Cửa lại là. Quang lại là. Quang lại là. Quang lại là. Mẹ lấy ghe tao cũng tao nữa mày. Tao hỏi mày á. Giờ ghe đây là ghe của tao. Tao mua có 1 ký ghe à. Bây giờ mày chưa ghe cô cho bè cái ai. Căng hư quốc anh quốc căng hư. Quốc căng hư căng hư. Căng hư căng hư. Chết mày căng hư rồi. Mày không biết thấu đâu, tôi bình tĩnh tự. Mày sao? Cái bọn mày tan đâu? Xuống nhà tao mày. Bây giờ đâu, em biết cái nhà này. Chưa đâu ơi, ngượng nữa rồi xem. Tự nhiên gà của cậu mày. Gà tao mua tao làm ấm thực mà mày. Mà cho anh Quốc anh có gà. Mấy có liên quan với tao. Mày chờ tao về đâu? Chờ tao về sáng gặp mày. Cái gà đây đây của anh chết luôn. Dành cả nó anh Quốc. Ông lấy bộ leo đâu? Ông lấy bộ leo đâu? Bộ leo mày là thằng chó, ông cháu gọi là ông sợ tay biết phát hiện đúng rồi, rồi tăng mà có tên đẹp quá làm ảnh được anh ông cũng giữ cái đầu nè, ông chặt cái chân nè, ông lấy đi mày, mày bây giờ lấy lại cho đồ khác tao thì mà nói bình rồi mà không chịu thì sao của em là tôi cái làm tốt đúng không nào kia kia ta vậy anh nhớ
Để ghẹ làm. Mấy mẹ cứu tao đi mày. Mắc gì dữ quá. Mày chứ bây giờ em chọn kiếm là ai chọn nhận. Mày ổn tùng rồi ai chọn nhận mày. Mày sập cái mấy nguồn cho tao một cái. Rồi tới cậu ạ, rồi bơi. Mày nói là mày kiếm mày cứu mày kiếm không phải con kia đẻ. Con kia cù chứ tao phải kia đẻ về kia. Mày tích cái nguồn điện thoại cho mày. Rồi rồi rồi. Tao đâu phải mua lì đòn đâu mày. Đừng không phải mua lì đòn. Tại sao mày mua lì đòn? Giờ tao khói mày một cần nữa. Thấy cái mày không? Ông mày. Vậy về tôi đâu? Đi quay cho tao. Kìa đây. Bây giờ tao khói mày thấy cái mày đúng không mày không? Vậy tôi ạ. Ê mày mày. Tao sao quá. Cậu lấy không? Cái sao quá. Đúng nhà tao. Thách con gà tao là chưa con gà của mày. Quá con gà của ông là hiểu hả? Thấy ông hiểu là anh hiếp. Vậy là mày là người chọc vô đúng không? Vậy là không phải, là do số mình quá, anh có mua con gà thiệt. Đúng không á? Cần nhất nghe mày nè đúng không mày? Đó, con giải thích. Số này con thấy quá có mua con gà thiệt hả? Cậu bé cái làm đâu không? Cái chỗ nó bán gà lại gà nó hết đấy mày. Mấy ông xì ở đâu? Mấy ông xì. Mấy mày đi ở bàn nhà tao gà không mà mày nói. Nhà này quá, có camera không? Có camera không? Mày không có giờ biết nó sao. Không có bằng chứng mà giờ biết là có bấy lắm á, nhưng mà giờ không có bằng chứng. Trong nhà cá. Nói chi mà bấy nổi. Cá mà anh mắc ở trước mà trong nhà cá. Đủ cái thứ ngu. Con gà nó có mẹ nó có làm dấu bóng bằng vàng không? Chỉ cần mày nói đi con gà của mày nữa là tao trao con gà mày. Mày nói. Thôi, nó bơ luôn. Mày nói gà của mày. Tẩu quá tôi giữ mày. Nói gà của mày. Ừ, tôi biết. Rồi bây giờ đứa nào làm ẩm thực. Không thử là vậy nhảy nghe mày ấy là mày con gà đó đâu con gà đó đâu mất gà đó chứ gà nào nữa à, còn nó anh mình lụm á anh mình con gà đó chắc chắn của anh đâu á nhưng rồi. Mà nếu mà giờ anh lụm là không bao giờ được đâu giờ anh đợi anh giả vờ đợi đang làm thực đi không đi xuống nhà dưới anh lụm chị giờ anh đi mình làm lấy chị có mấy người ta làm vậy đâu bây giờ anh đòi bây giờ không bây giờ anh cho anh đi học cái bảy ca tao chỉ có tao ở lại anh ở lại anh làm chút nữa anh dẫn cái chi bằng chỉ có chạy cái thuốc này mà tương tự anh chạy vô đó đó em giữ lại cho anh chạy nha không nha mấy người đã quản tích luôn cái ai thôi còn bảy ca gì có chi bắt anh chạy giờ công chuyện giờ tao ở lại anh không ông tư gì nữa lính mày giờ tao cái gì vậy giờ tụi bay ở lại làm giờ tụi bay ở lại làm nếu đi làm sao vậy có kẻ mới giống anh mấy ngu lắm không ở lại anh hả giờ mày làm ấm thật là chúng mày mày làm gì vậy tao cũng cần của mày làm sao mày đi như sao vậy mày dài rồi luôn lấy gì mình thì chỉ có mình chỉ có ai biếu mày mà sao mấy mấy người mày tao không có mày dầm Phúc phải dùm tao cái Phúc. Ok. À, hello các bạn nha. Bữa nay là mình sẽ làm ẩm thực là gà tím nha các bạn. Gà tím này ăn sống chung với gà. Gà chay mất. Ba mẹ quá. Bé cố tình là bé âm thanh của cậu này đang nói chuyện mà rất là sự không. Rồi, giờ mình làm. Dẫn xe, đỡ nói chạy. Đây. Mình nói chuyện lớn nhanh vậy. Hello. Hello các bạn, giờ mình làm gia vị các bạn. Đây làm gà nướng với cậu. Con y mẹ nè. Đưa cái kính này tôi đeo cho. Cái con này con của cậu ấy đỡ cậu ấy nói. Hello các bạn giờ. Mẹ. Đụng cái kính gì cơ dữ vậy? Cầm mà. Giờ mình sẽ làm món gà như thế này là mình nấu. Ông vô chi nữa kìa cậu. Nấu kìa. Xong vô làm. Vô ăn ẩm thực cho vui. Ẩm thực cho vui. Ừ. Rồi hello lại. Lấy cái theo đồ trộn cái vậy lấy thì trộn. Không nào. Lấy cái lấy theo vậy. Không đỡ nói sao lấy không được. Lấy cho cậu. Lên đi đây đi. Hả? À, thôi đi lấy theo cậu đi. Vậy thì đó anh nói cho ông lấy sao ông nô. Mày cỡ, anh nói gì thích vậy thì lấy theo cậu, rồi lấy theo. Không ông đừng với cậu, từ nói đi rồi mình đi lấy sao cũng được luôn vậy. Rồi sao? Giờ mình sẽ làm món gà quay trứng làm. Cậu đúng không? Các bạn với con gà này các bạn, con gà này mình mua 1 ký mốt á người ta. Rất nhiều. Bà giờ này sẽ làm món gì cậu bạn? Giờ là gọi là món gà nướng. Đúng gà nướng cà tím. Rồi lấy theo cậu, lấy theo làm ướp gia vị vô. Đỡ quá đi. Ai đi cũng được mẹ mẹ nhà tao nó biết đường nào. Chứ nhiều chuyện dữ mày. Đúng rồi, có cái nhiều chuyện. Còn chính mày ở đây không? Lấy cái theo làm cái đất đéo luôn mày. Lấy cậu ấy. Đi. Đưa đi, tao đưa cái lại. Đang giả hành ớt rồi mà nó ra nó bỏ đi. Đang ngầu làm ớt làm hành nhưng mà sao biết. Con gà có con gà không giữ cũng được. Ông giữ cái gì?
Anh giữ cái gì? Trời ơi. Thôi bây giờ mình chạy lên mình làm đâu. Nghe tao mày. Quá chứ nãy con. Cái lúc con kêu cậu ngồi im đó, ông con người thấy ngươi rồi. Anh giữ cái không giữ cái nó bò cái đi luôn á. Miếng mẹ nó đi gì vậy mày? Giờ không có con gà không có làm thực đi. Để giờ làm gì? Đi làm gì? Miếng chừng cái. Chứ tôi thèm ở tết ông có gà tôi ở tết á. Trời thứ mấy mày. Đưa. Thôi, ngày mai thôi xuống lấy mày. Đi sao? Cậu kìa, tao nữa đi, cắt đi cộng luôn. Thứ mấy mày, khỏi mũ con tá rồi lại. Kêu móng người ta đem về xuống tàu rồi, chứ không có dừng. Vậy cái cậu kêu với liên quan gì tới con nữa, khùng quá vậy. Không được, biết luôn mày. Tao không về đâu. Cậu cũng kìa, mày cắt còn sửa xe không tao biết luôn. Giờ ai mình sẽ chia nha các bạn. Nó thành ngu. Bây giờ mình sẽ chia, mình chia. Ừ. Đây, nhanh đi. Yeah. Thành công rồi Phúc ơi. Anh em mình thành công rồi các bạn. Không ngờ anh em mình là thông minh đến như vậy. Giờ chia. Thằng mạng tang cũng ngu. Thằng bị điếm cũng mỉm. Giờ chia chứ. Giờ chứ hỏi gì. Mà đồ ăn mình em mượn chưa. Cắt ra. Giờ tao tính rồi. Không anh em mình ra nhậu. Nhậu cái gì mà không gà đi. Mày nhậu mày không rú rồi tiếng gì tao với mày. Hai thằng không còn nhậu nữa. Giờ ra nhà tao còn mấy trăm nhiều nữa đấy. Nữa nè. Tao ngán lắm luôn á. Bây giờ này. Giờ ngủ đi. Giờ ra ăn nước nữa. Giờ có xài gia đình ăn cơm. Được không? Đâu, giả giờ cắt ngang nữa. Bây giờ mày đứng đây, tao chạy vô trong kia tao mượn cái kéo. Với cái cân tao mượn tao chia ra cho. Giờ mày lấy cái mày làm đeo hay là cái đeo kia. Giờ chia cái mình đi ăn nữa. Còn cái đeo tao cho mày hả? Không, mày lấy cái đeo lại đưa tao lấy cái bộ làm một đồ phút. Ừ. Giờ tao lấy. Mày đang gì khùng mày. Giờ tao lấy cái bộ làm đây. Mày lấy cái phần đầu. Bây giờ nè, ngồi đây. Tao chạy vô cái nhà chỗ tạp hóa đây, tao mượn cái kéo tao cắt ra cho ra tao đưa cầm giờ. Giờ tao nói chia dài ăn tao là cái nửa phao câu này, cái phao câu này cho mày nhá. Phao câu tao cho mày luôn. Không, tao nửa bên kia. Tao dưới cái lụm cái đầm lòng là mày cái đầu dưới cái phao câu là cái dưới mía bên kia của mày lắm. Để tao vô tao mượn cái kéo tao cắt nhanh gọn cho rồi. Ừ. Rồi đi. Tao đưa đi mày vui được. Đừng ngồi làm vậy. Rồi đó đi. Hả? Trong đây chắc mày đi mà đi đi đi. Nghe nào mày. Hả mày sao đi đó? Sao? Chết mẹ nó lừa mày luôn. Thấy chưa? Mẹ nó lừa mẹ rồi, mẹ nó đi lừa mẹ rồi, con cháu không? Con cháu!